Hello, xin các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha các bạn ơi. Đó thì hôm nay cũng là cái ngày cuối tuần, mình cũng xin chúc các bạn có một cái ngày nghỉ cuối tuần nó cực kỳ là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và người thân các bạn nhá. Đó, trận đấu ngày hôm nay mình sẽ vẫn cầm Richter đi solo vị trí đường top với top bên kia bạn Rirac các bạn nhá. Đó thì mình cũng không hiểu tại sao mà bạn ấy lại cầm con Rirac để đi solo đường top. Nhưng mà mình hiểu chắc chắn một điều là như thế này: khi mà các bạn cầm con Richter này và đi solo những vị tướng nó có sải tay dài và nó có cái sự khó chịu cần thiết như thế này, và đặc biệt là Rirac các bạn nhé, nó cái chiêu đẩy cầu dọn lính cực kỳ nhanh, thì các bạn hạn chế để nó câu máu mình các bạn nhé. Đó, các bạn hạn chế tối đa để nó câu máu mình, và bạn cũng tránh là lao vào thẳng mặt nó để nó gây sát thương và nó câu máu. Tập hoạt động của nó rất là dài, cái sải tay của nó rất là rộng, ngay cái căn bản như vậy nó đã hơn mình rồi. Đó, là mình thì cứ phải đánh áp sát, các bạn có thể nhìn thấy không? Nếu mình vào mình gây ra mà nó đẩy mình ra liên tục như vậy thì sẽ rất là khó chơi các bạn nhé. Mà con Rirac này nó còn có một cái máu ảo, nó là cái lượng mana ở dưới chân của nó nữa. Do vậy các bạn phải khi nào mà cái lượng mana của nó tụt hết ấy thì các bạn hãy ăn được nó cơ. Do vậy rất là khó đánh. Ở cái kèo đánh như thế này ấy thì bạn ấy hơn mình ở khoảng tay dài cũng như là cái sự khó chịu cần thiết và khả năng dọn lính rất là nhanh. Như vậy thì tất nhiên là chúng ta sẽ giữ một cái khoảng cách và sau đó chúng ta cấu rỉa thôi. Đó, chứ chúng ta không dại gì mà chúng ta dồn cả combo mặt vị trí của nó là Rirac cực cả. Đó, bạn ấy rất là trâu các bạn nhá. Đó, sau đó chúng ta đi đảo ganh, đó, giữ vị trí lính ở đường, sau đó chúng ta đi đảo ganh. Hình như ở đây vị trí Rirac đã biết là có rừng team mình đi ganh rồi. Đó, rất là tỉnh các bạn nhá. Và chất lượng video thì nó sẽ lên theo từng ngày các bạn nhá. Đó, nếu như các bạn nghĩ là cái trận đấu này là một cái trận đấu mình có cái career đẹp, cũng như là mình hành gà, mình ăn được nhiều mạng thì không có đâu các bạn ơi. Không có một hoàn toàn một xíu nào luôn. Tại vì càng lên cao ấy thì chúng ta sẽ gặp toàn những cái bạn đánh tốt và có kỹ năng tốt, cũng như là có khả năng di chuyển đọc map cực kỳ là hay luôn các bạn nhá. Đó, do vậy là nếu mà các bạn trông chờ vào cái trận đấu này của mình là một cái trận đấu mà nó có cái career đẹp thì không có các bạn nhá. Đó, không phải là mình feed nhiều mà mình nói như vậy đâu. Thế nhưng mà để mà ăn được một mạng team bạn hoàn toàn không phải điều dễ các bạn nhá. Tại vì các bạn thì có cái khả năng đọc map cực kỳ là tốt, thêm vào nữa là khả năng di chuyển theo team nữa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là team bạn hội 3 người ở đây, mặc dù là AD dưới kia, thế nhưng mà hẳn là bạn sẽ không di chuyển xuống dưới kia mà bạn đào lên trên này, bạn ép vào phần rừng này cùng với mình đó để hỗ trợ rừng cũng như là hỗ trợ cái thằng lên top này các bạn ơi. Nhưng mà thôi, đi rác pha này thì bị ở cái vùng sát thương chuẩn của mình giật lại và nằm lại rồi. Đó, chỉ có thể lấy được mạng đi rác trong những cái tình huống như vậy thôi các bạn ơi. Nhưng mà để mà nó còn cái vạch mana ấy, cái vạch mana này các bạn cứ hiểu nôm na nó cái vạch máu ảo của Rirac đi. Khi nào nó hết mana và nó hết máu thì nó mới chết các bạn nhé. Đó, nó lại còn khó chịu như vậy cơ. Thì con Rirac này tuy là nó nhìn có vẻ là tù đấy, nhưng để các bạn ăn được mạng của nó cũng rất là khó các bạn ơi. Hoàn toàn không phải điều dễ. Ở đây thì mình sẽ không chạy ra top nhá. Đó, top của mình thì lính chơi lên và mình đang thấy là ban căng khá ở đây. Mình sẽ đi thẳng đường này lên và hỗ trợ team các bạn nhé. Đó, mình sẽ sử dụng một cái lần chiêu một vào con voi. Sau, à không, vào luôn AD mọi người ơi, vào luôn AD này, AD mất một lần lướt này và sẽ không có nội tại để kích ulti. Pha này mình sử dụng chiêu 2 nó hơi toang. Mình sử dụng chiêu 2 pha đấy theo phản xạ mọi người ạ, theo phản xạ ảo ảnh trào Murad. Nhưng mà đáng dễ ra ấy, mình giữ cái chiêu 2 đợi Chrissy ném bướm thì khả năng mình sẽ sống mọi người ơi. Đó, nhưng mà không sao, làm lại các bạn nhá. Mình cũng đã gây được một cái áp lực cần thiết nó để tránh cái đường rồng của mình nó bị ép khá là căng đó. Do vậy là các bạn đi top nhá, các bạn tránh là chăm chăm chỉ solo top thôi, mà các bạn không đảo ganh cho cái đường rồng thì cái đường rồng ấy nó mà thọt thì rất là khó đánh các bạn nhá. Cái đường rồng mất, cái trụ rồng mất thì sau đó nó sẽ ăn con rồng, nó dồn ra mít và nó sẽ lấy cái trụ mít, hoặc là nó không ăn được cái trụ mít, nó câu máu mít xong nó sẽ dồn xuống top của mình mọi người nhá. Do vậy là mọi người cứ phải đảo đó. Đây này, bắt đầu là Murad đi ganh các bạn ơi. Đó, Murad đi ganh rồi, mình sẽ đứng ở đây nhá. Murad biết mình đứng ở đây rồi, sử dụng chiêu 2 để ao ảo ảnh trạc này. Rồi, như vậy là đã ao một cái lượng sát thương khá khá đến từ Murad rồi các bạn ơi. Mình sẽ di chuyển lên cái đường mid này này. Đó, mình nhìn thấy cái quái mid này nó khá là cao. Đó, biết ngay mà. Kiểu gì Murad cũng lên đây để mà đẩy cái trụ mid, do vậy mình di chuyển lên cái đường mid. Các bạn ưu tiên cái đường lính mid này nhá. Đó, dưới kia Rirac chắc chắn là sẽ không đẩy nhanh được cái trụ của mình đâu. Sát thương phép mà. Do vậy mình sẽ ăn nửa máu con quái này và mình di chuyển luôn xuống cái đường top của mình nhé các bạn nhé. Tuy là cái trụ top của mình nó bị thiệt máu một chút nhưng mà không sao các bạn ơi. Các bạn ưu tiên cho mình cái trụ mít nha. Rồi, xuống đây mình dọn vẫn kịp các bạn ơi. Mình sẽ bật ulti và dọn luôn này. Đó, Rirac thì rất là tranh thủ cố gắng đẩy cái trụ này của mình nhưng mà chưa đủ đam. Ok, thì bây giờ mình sẽ dọn nhanh cái tơ lính này một cái xong mình di chuyển lên mít luôn nhá. Hiện tại mình chưa thấy ai đẩy cái đường mít, mình sẽ không di chuyển đến mít và mình sẽ dọn nhanh cái trụ này và sau đó mình đảo lên mít các bạn ơi. Đó, có một con quái nó di chuyển vào trụ của mình này.
Vị trí này thì mình không thấy đi đắc ở đâu cả, khả năng là hội cùng team di chuyển ra mid rồi mọi người ơi. Đó, mid thì mình đang thấy là khá là đông người, không biết là có muốn đánh hay không các bạn ạ. Team mình thì vừa lấy xong cái trụ đường rồng thì các bạn ấy đang ra để thủ cái đường lính mid, nhưng mà trong na còn khá là ít máu các bạn ơi. Rồi đi đắc dựng khiên rồi, pha này thì mình cũng không lên được mọi người ạ. Lên cũng không giải quyết vấn đề gì đâu mọi người ơi. Đi đắc dựng khiên như thế này thì rất là khó đánh. Dựng khiên thì team bạn sẽ có một cái khoảng thời gian để các bạn ấy lấy trụ cũng như là lính tràn vào rồi các bạn ơi. Toro thì băng càn rất là tốt này. Thôi mình sẽ quyết định là bỏ cái trụ mid và lấy luôn cái trụ đường này các bạn nhé. Lấy luôn cái trụ top. Nếu như đi đắc còn ở đây ấy, thì chắc chắn là mình sẽ thủ top mid khi mình di chuyển lên. Thế nhưng có đi đắc đặt khiên thì mình cũng không dám lên mọi người ạ. Và có Toro băng càn vào trong trụ nữa cũng rất khó để mà thủ cái trụ đấy. Mình phải thừa nhận là Dirac di chuyển trong pha đấy hay hơn mình các bạn nhá. Đó. Nó biết là nó có cái chiêu cuối đặt khiên và nó cùng với team lấy nhanh cái trụ mid của mình các bạn nhá. Và cũng rất khó có thể công được trụ nó nếu như nó còn khiên các bạn nhá. Nó còn khiên, nó dựng lên, nó thủ trụ rất là kinh khủng luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Cái lượng đam của nó thì không phải là sốc đam, thế nhưng mà nó cấu máu cực kỳ là khó chịu các bạn ơi. Đó, mình vẫn cứ phải loanh quanh cái đường top này rất là mất thời gian, đánh những cái vị tướng mà nó kiểu dạng nó có rỉa từ xa cũng như cái xài tay dài như thế này ấy, thì nó cực kỳ là khó chịu và cực kỳ là ức chế mọi người nhá. Đó, nó không hẳn nó đánh ngay mình, đánh trực diện mặt thì không phải, nhưng mà nó cứ cấu rỉa, nó cứ rỉa rỉa như thế này rất là khó chịu này. Và sau đó nó đợi team nó đi ganh, Murat thì lao thẳng vào lấy cái trụ này của mình rồi, thôi cũng bỏ mọi người nhá. Là team bạn có cái lợi thế về con react này cũng như là bạn ấy di chuyển hay hơn mình trong cái pha đấy. Chấp nhận mọi người ơi, những cái trường hợp như thế này rừng còn khá là xa, mình sẽ ăn luôn con red các bạn nhá. Đó, để tránh team bạn dồn ở đây và cướp con red, mình đang nghi thằng react cũng như là Murat các bạn ơi. Đó, react dưới kia rồi, đây Murat đây rồi. Tình huống này thì team bạn đang dồn ra mid khá là căng. Đó, và mình sẽ phải ra để mà hỗ trợ team các bạn nhé. Đó, mình sẽ ra đường mid này, mình ok góc này. Có react đi ngang qua này, xuống thủ trụ đúng không? Đó, xuống thủ trụ này. À, nhưng mà bạn ấy còn tốc biến đi các bạn ơi. Mình sẽ lại đứng vòng lên trên này nhé, để xem react có muốn xuống thủ trụ hay không. Chắc chắn là sẽ muốn thủ trụ, thế nhưng mà không thủ được trụ rồi, máu còn khá là ít. Do vậy mình sẽ tranh cái cơ hội này, tranh thủ cơ hội này mình sẽ lấy luôn cái trụ này các bạn nhé. Đó, cái trụ này để mà lấy cũng rất là khó đấy mọi người ơi. Phút thứ 8 rồi mới có thể lấy được cái trụ đường tốt như thế này. Đó, tại vì có cái con Dirac dọn lính rất là nhanh, cũng như là nó có cái khiên nữa các bạn, nên vậy mình cũng khó trong cái khoản lấy trụ. Nhưng mà khi mọi người xem được cái clip này thì mọi người sẽ rút ra được một kinh nghiệm. Khi các bạn đối mặt Dirac này, khi các bạn đối mặt với những vị tướng nó xài tay dài và nó có cái sự khống chế ấy, thì các bạn sẽ học được một cái điều gì đấy các bạn nhé. Đó, từ cái clip này. Ok, mình sẽ đứng ở trên này, mình đang nhìn vị trí Murat cũng như Dirac này. Đó, mình bật ulti vào mọi người ơi, nhưng mà Murat cũng như Dirac rất là tỉnh. Đó, một lần hất tung nữa này, một lần hất tung nữa nhá. Ôi, không đủ đa mọi người, nó còn cái vạch mana nữa cơ. Nó đẩy mình ra cực kỳ khó chịu luôn mọi người ạ. Đó, đây là khi mà các bạn đối mặt Dirac, rất là khó để mà ăn mạng được Dirac các bạn nhá. Và tận dụng cái cơ hội khi mà team bạn ít máu biến về để mà hồi máu, cũng như là mình đang ép đường mid mà Hazate cũng còn khá là ít máu, mình sẽ ăn ca sơ cùng với AD ở đây các bạn nhá. Đó, ăn ca sơ cùng với AD ở đây. Không biết là cái thằng Toro nó có mò vào không, mình sẽ bật luôn ulti để gây thêm đam vào vị trí hơn ca sơ các bạn nhá. À, kia Murat kia rồi, mình chỉ hốt nó đứng trong cái bụi đấy, sau đó là nó ảo hình tràm đó. Đó, không sao, như vậy là rừng team mình đã vào và chứng trị được con ca sơ rồi. Đó, thì các bạn hãy tận dụng những cái tình huống nó eo hẹp và cái thời gian nó chất chiêu như vậy để mà các bạn kiểm soát được con mục tiêu lớn. Đặc biệt bây giờ là phút thứ 10 rồi, ăn con ca sơ nó rất là có lợi thế các bạn nhá. Đẩy đường này, có bùa ca sơ và có ca sơ tiên phong nữa. Còn con rồng bây giờ thì các bạn nhả cũng được, các bạn nhả thì bạn cũng được. Đó, con rồng đầu game thì cũng rất là quan trọng. Thế nhưng mà về cuối game này, rồng càng ngày nó sẽ càng yếu đi các bạn nhé. Đó, ok, ở đây thì mình đang muốn bọc đầu vị trí của Chrissy cũng như vị trí của Arity bạn mọi người ơi. Đó, trên kia thì Dirac hoạt động rất là cao này, và nằm lại vị trí của Murat rồi. Wonder thì càng về late game đánh càng mạnh mọi người ạ. Các bạn biết được đấy, cái con Wonder là một cái con cực kỳ là lỗi đam khi mà các bạn về cuối game các bạn có đồ nhé. Và đặc biệt là cái dây thừng chân thật của nó mọi người ơi, đầy máu thì nó dí theo và ít máu thì nó lại kéo mình về. Đó, do vậy là đánh Wonder này để đến cuối game late game đánh rất là thích luôn mọi người ơi. Có đồ đi farm, có đồ đánh cực kỳ là vui luôn mọi người ạ. Và tất nhiên rồi, nước trong thì không có cá, mà người thật thà quá thì thường thua thiệt mọi người ơi. Đó, do vậy là không biết là mọi người có thích xem những cái clip như thế này không. Đó, thì bình thường mình đánh một cái trận đấu đỉnh cao hoặc là đánh một cái trận đấu mà nó tầm 40 đến 50 sao ấy, thì thường sẽ không ăn được nhiều mạng các bạn ơi. Bởi Richter mà, đây pha này mình còn sử dụng cả tốc biến cộng thêm cái thuẫn vào mà không thể bắt được vào vị trí của nó là Dirac các bạn ơi. Còn vạch mana rất là khó chịu các bạn ạ. Đó, thì những cái trận đấu như này nó sẽ không có cái carry nhiều đâu các bạn ạ.
nó chỉ có những cái tình huống di chuyển theo team và có những cái lợi thế để mà các bạn đẩy trụ thôi, chứ còn rất khó để mà có những cái pha kiểu dạng như là ăn 3 mạng hay ăn 4 mạng thì nó chỉ lùa gà thôi mọi người ơi. Đó, đây là thực chất của một cái trận đấu để mà các bạn kiếm một cái điểm chiến lược nó ổn áp các bạn nhá. Đấy, pha vừa rồi thì mình vừa đổi cái mạng của mình lấy cái trụ các bạn ơi, nhưng không sao, đấy là cái trụ mid cũng rất là thơm các bạn nhá. Đó, và mình thì cũng không phải là fit nhiều, cho Hazate ăn cái mạng đấy đi. Thực ra là mình không chạy được các bạn ạ. Chạy làm sao được, Hazate lên xả ulti ngay các bạn ơi. Và sau đó một lần lướt nữa. Ở đây thì Chrissy đi hơi cao nhưng mà chắc chắn còn tốc biến nhá. Đó, các bạn có thể thấy là đi khi mà vào cái góc đánh hẻm đánh cực kỳ là tốt luôn các bạn ơi. Có bạn trong na giải rồi nhưng rất xin lỗi bạn trong na nhá. Đó, bạn nằm lại để mình gánh team đi. Đó, bạn Hazate viết mình trong này luôn các bạn ơi. Jona vừa rồi thì đã phải hy sinh cái mạng của mình để cứu cái mạng của top, thì top sẽ không làm Jona thất vọng đâu mọi người ơi. Đương nhiên rồi, Jona khi mà bật chiều cuối xong á, giải hiệu khống chế thì chỉ còn đi bộ thôi, mà với vị trí Hazate dí thì Jona rất là khó chạy mọi người nhá. Ở đây thì mình sẽ lui nhẹ một cái, bật thuẫn, bật tốc biến lui nhẹ mọi người ơi. Đó, để cho Wonder cũng như là AD team mình làm việc, sau đó mình sẽ vào sau này. Nếu mà một ai đó cố dí ở vị trí AD của team mình sẽ hất tung các bạn nhá. Đó, mình cũng như Wonder đợi sẵn rồi. Nhưng mà team bạn chọn cái cách đó là ăn ca sơ mọi người ơi. Đó, chọn cái cách ăn ca sơ rất là tỉnh nhá. Pha này mình không dám vào luôn. Wonder thì có vào định KS ca sơ nhưng mà không được các bạn nhá. Team mình kia hội team và ăn rất là nhanh luôn các bạn ơi. Đó, các bạn di chuyển cũng rất là tốt, đánh theo team thì thôi rồi luôn đấy. Đánh những cái trận đấu như thế này nó mới vui và nó mới cảm xúc các bạn ạ. Chứ còn đánh cái kiểu dạng cứ ăn nhiều mạng, ăn được nhiều mạng thì tuy là làm clip thì các bạn xem nó sướng mắt đấy, nhưng mà nó sẽ không có cái giá trị thực sự. Có nghĩa là đối với cái danh thấp thì nó sẽ có giá trị, nhưng đối với những cái bạn mà cần những cái tình huống éo le khi mà các bạn cầm Richter thì nó sẽ không có giá trị nhiều các bạn nhé. Đó, và những cái trận như thế này nó sẽ bổ sung cho các bạn thêm những cái kinh nghiệm và bổ sung thêm canxi để mà các bạn có thể chơi tốt hơn các bạn nhé. Đó, chống loãng xương các bạn ơi. Bây giờ thì team bạn dồn tất lên trên cái đường dòng kia của mình thì mình sẽ ép cao cái đường đính tốt này các bạn nhé. Đó, để các bạn chia người về các bạn ấy thủ. Đó, thế nhưng mà team mình phải nằm lại hai mạng rồi, rất là khó đấy mọi người. Murat thì đang ôi Hazate kìa, Hazate lấy được cái mạng của Wonder luôn kìa. Đó, thì mình sẽ đứng trong này nhá, trong bụi này nhá, để mình xem mà cái thằng Murat nó để cái bóng ở đâu. Để bóng ở đâu mình sẽ bắt bóng ở đó. Nó đang muốn bắt AD kìa mọi người ơi. Đó, AD không biết là có thể chạy được không. Kìa, nó để bóng ở đây mọi người ơi. Đó, mình sẽ vào trong cái pha này nhá. Bóng giật ra thì xác định luôn mọi người ơi. Đó, còn đứng trong trụ thì cũng không thể đứng được. Đó, đấy là cái hạn chế khi mà các bạn sử dụng con Murat này nhá. Bị bắt bóng thì rất khó để mà di chuyển. Đó, ok, nhưng mà team mình nằm lại 4 người rồi mọi người ơi. Nhưng mà không sao, cái đường lính nó cũng chưa đẩy cao và cho na ra rồi mọi người nhá. Đó, ok, bây giờ mình sẽ lên hoàn thiện cái nanh mọi người ơi. Nếu các bạn muốn kéo giãn team bạn ra, tránh team bạn di chuyển cùng nhau ấy, các bạn chỉ cần đẩy cao cái đường lính kia lên thì team bạn sẽ phải chia người về một thủ trụ các bạn nhá. Pha này caster to ở đây rồi, team mình thì đã lộ sai ở trên cái đường rồng. Mình sẽ đứng trong cái bụi này xem team bạn muốn ăn caster luôn không mọi người ơi. Đó, Wonder thì vừa mới ra, AD thì nằm lại rồi, và hai người team mình đã vừa lộ sai trên đường rồng các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn thấy chưa, nó di chuyển vào nó ăn caster này. Mình sẽ bắt luôn vị trí Chrissy này. Chrissy đi khá là xa so với team. Đó, này, mình sẽ tốc biến đi và mình sẽ còn một lần lướt nữa nhá. Rồi, Chona thì bật cái ulti giải cho mình rất là hay luôn. Chona ơi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, mình đã lui được thành công mọi người ơi. Đó, và bây giờ team mình sẽ đánh ngược trở lên các bạn nhá. Team mình sẽ đánh ngược trở lên. Rồi, Wonder đang bắt vào vị trí của nó là ở Dirac rồi. Bây giờ mọi người ơi, mọi người đừng nằm lại nhá, để mình lên mình hỗ trợ này. Ôi. Đó, lại là một pha đi bộ và team bạn phải nằm lại đến 3 người mọi người ơi. Lại là mình đi bộ về mọi người ạ. Rồi, như vậy thì trận đấu khả năng đã được định đoạt ở đây rồi mọi người ơi. Đã có chủ nhân rồi. Đó, và team mình đang ăn con ca sơ kia. Mình sẽ đẩy cái đường lính cao lên các bạn nhá. Đó, Murat thì đang đẩy lẻ và lại còn đi vào để mà ăn cái con blue chắc chắn rồi. Đang KS blue team mình. Bây giờ ăn blue cũng giải quyết vấn đề gì đâu. Thả luôn đầu mid và win luôn các bạn nhá. Họ có Toro di chuyển vào định KS ca sơ luôn. Đó, KS làm gì bạn ơi. Bạn làm gì có ra mà KS Toro. Đó, như vậy trận đấu là đã có chủ nhân rồi mọi người nhá. Đó, thì cái trận đấu này nếu mọi người thấy hay, hữu ích cũng như cái cách di chuyển để mà khi mọi người cầm Richter kiếm một sao nó dễ dàng, mọi người cũng đừng quên cho mình một like, subscribe lên cái kênh các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ có một cái event nhỏ nhỏ khi mà mình đạt 5.000 subscribe. Đó, thì mọi người sẽ được sở hữu những cái cuốn sổ sứ mệnh cũng như là một ít quân huy động viên tinh thần mọi người nhé.
Đó, do vậy cần mọi người ủng hộ rất là nhiều cho mình này. Sau này mình sẽ khép góc này, khép góc AD cũng như khép góc mid, không cho di chuyển ra để mà thủ trụ các bạn ơi. Đó, trận đầu win rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip. Mình rất vui khi những cái clip như thế này được mọi người theo dõi hết nha. Đó, bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha. Cũng không quên chúc mọi người có một ngày chủ nhật cực kỳ là vui vẻ các bạn ơi.